nhiệm của mình với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, nòng cốt là cái lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự, chúng ta tăng cường cái quản lý nhà nước trên địa bàn. Tôi rất là tin tưởng lực lượng công an trong cái vấn đề quản lý nhà nước trên địa bàn, làm giảm tội phạm, hạn chế các cái vụ việc là khiếu kiện đông người, rồi chúng ta tăng cường cái quản lý giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Thấu suốt quan điểm lấy dân làm gốc, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Lực lượng công an toàn thành phố đã đẩy mạnh xã hội hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự. Có thể nói, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tạo ra chuyển biến lớn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.